Bản tin hôm nay ngày 12 tháng 11 sẽ tập trung vào dòng sự kiện liên quan đến trận Super Sunday giữa Chelsea và The Citizen chúng ta tại Stamford Bridge. Hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm của Man City Homies để cùng chúng tôi bắt đầu luôn vào ngày nhé. Man City quan tâm thủ quân Chelsea, Reece James. Theo Telegraph, Manchester City đang đặc biệt quan tâm đến Reece James và xem cầu thủ này như một trong những người thay thế tiềm năng cho lão tướng Kyle Walker. Thực ra, Reece James đã có trong tầm ngắm của City từ hơn một năm qua. Hiện tại Walker đã bước sang tuổi 33. Tuy vậy, thủ quân của chúng ta đang khởi đầu mùa giải 2023-24 theo một cách đầy thanh xuân, là một trong những cầu thủ cày nhiều nhất và thể hiện ổn định nhất. Walker vẫn là một thành viên quan trọng của Pep Team và hợp đồng mới ký của anh với câu lạc bộ có thời hạn đến năm 2026. Về phần Reece James, thủ quân The Blues cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ Real Madrid. Mặc dù vậy, Reece James chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc anh sẽ rời Chelsea trong tương lai gần. Cầu thủ 23 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của The Blues và mùa này được tín nhiệm cho bằng đội trưởng chính thức của câu lạc bộ. Reece James và Kyle Walker sẽ có dịp đối đầu vào 23:30 đêm nay khi Chelsea gặp Manchester City tại Stamford Bridge. Chelsea bước vào trận đấu này với tinh thần lên rất cao sau thắng lợi 4-1 tại Tottenham. Nhưng Manchester City chúng ta đã có điểm rơi phong độ tuyệt vời với 5 chiến thắng liên tiếp. Điểm trừ lớn của Reece James là anh quá nhạy cảm với các chấn thương. Cầu thủ người Anh đã gặp chấn thương ở ngay vòng đấu đầu tiên Premier League mùa này, nghỉ hơn 2 tháng và mới chỉ trở lại vào giữa tháng trước. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ở đội 1 The Blues mùa giải 2019-20, James đã dính tổng cộng lần lượt 17 chấn thương lớn nhỏ khác nhau, trong đó nhiều nhất là các vấn đề ở gân khèo 6 lần, mắt cá chân 4 lần, đầu gối 3 lần và vắng mặt hơn 470 ngày, bỏ lỡ tổng cộng 90 trận trong màu áo Chelsea. Phải thừa nhận đẳng cấp và chất lượng của James là không cần bàn cãi, và nếu không dính chấn thương quá thường xuyên, chàng trai này đã tiến xa hơn rất nhiều so với hiện tại. Việc Man City Pep để ý James là điều không có gì quá ngạc nhiên. Quan hệ mua bán cầu thủ giữa chúng ta và The Blues cũng đang rất ok. Nhưng Homies cho rằng thương vụ này rất khó xảy ra, ít nhất là trong vòng 2 năm tới. Pochettino. Đối đầu với Pep luôn là thử thách đặc biệt. Mauricio Pochettino đã ca ngợi Manchester City là đội bóng hay nhất thế giới, nhưng cũng khẳng định Chelsea sẽ không chấp nhận làm đội cửa dưới ở trận Super Sunday đêm nay. Đối với tôi, Man City là đội bóng tốt nhất, ban huấn luyện giỏi nhất, người quản lý giỏi nhất và họ là một câu lạc bộ được điều hành, quản lý và phát triển bởi một trong những ban lãnh đạo tốt nhất xưa này. Huấn luyện viên Chelsea cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu: khi bạn giành được những thành công như Man City, đó trước hết là bởi câu lạc bộ của bạn đang làm rất tốt mọi thứ từ trên xuống dưới. Chúng ta cần phải ghi nhận công lao của tất cả các cấp ở City, đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao. Trận đấu hôm nay là một thử thách lớn, tất nhiên rồi. Chúng tôi muốn cạnh tranh với họ. Chúng tôi biết đấu với City luôn rất khó khăn. Nhưng mục tiêu của The Blues chỉ có một, đó là giành chiến thắng. Nói thẳng luôn nha, Chelsea không bao giờ có cảm giác bị la phế trước bất kỳ đối thủ nào, dù đó có là City. Chúng tôi là Chelsea, chúng tôi có vị thế của mình, lịch sử của mình, niềm tự hào của riêng mình. Thắng 4-1 trên sân Tottenham cho thấy chúng tôi có đủ bản lĩnh và tài năng để chiến đấu và chiến thắng trước những đội bóng tốt nhất nước Anh. Bây giờ chúng tôi phải xây dựng dựa trên sự tự tin đó. Điều này chắc chắn sẽ giúp chúng tôi trở nên tốt hơn, giàu sức cạnh tranh hơn. Khi được hỏi về sự thống trị của một đội bóng tại một giải đấu, Pochettino có quan điểm như thế này: Man City đang là bá chủ Premier League, đó là thực tế. Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu đối với giải đấu, nhưng City đã chứng tỏ rằng họ thống trị bóng đá Anh trong 5 đến 6 năm qua vì họ giỏi hơn tất cả. Họ xứng đáng với vị thế của mình. City chắc chắn rồi là đội mà bạn muốn đánh bại. Chính xác hơn, thế tất cả các đội khác đều cố gắng cạnh tranh với họ, nhưng họ đang làm rất tốt. Nếu bạn muốn thách thức bản thân, giành chiến thắng trước đội bóng giỏi nhất chính là điều mà bạn phải hướng tới. Mục tiêu của chúng tôi trong tương lai là trở lại với vị trí dẫn đầu Premier League. Pochettino bên cạnh đó cũng thừa nhận được đối đầu với Pep thêm một lần nữa là trải nghiệm thực sự đặc biệt. Lần đầu chúng tôi là đối thủ trên cương vị huấn luyện viên là khi ông ấy ở Barcelona và tôi là huấn luyện viên Espanyol. Nó vốn dĩ đã đặc biệt ngay từ điểm khởi đầu rồi. Và sau đó là những trận chiến giữa Tottenham và Man City ở ngoại hạng Anh. Những điều đó còn đặc biệt hơn vì Pep là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất thế giới, và việc đối đầu với ông ấy
Với các đội bóng mà Pep đang huấn luyện, luôn là thử thách tuyệt vời mà bạn muốn trải qua. Thật vui và sẽ thật tuyệt vời khi có cơ hội đối đầu với anh ấy trong trận đấu như Chelsea với Man City vào Chủ nhật này. Người cũ Cole Palmer ngày càng quan trọng với Chelsea. Cole Palmer có trận đá chính đầu tiên cho Chelsea vào cuối tháng 9 sau khi gia nhập câu lạc bộ cũ London từ Man City với mức phí hơn 40 triệu bảng từ City. Và người cũ của chúng ta đã gần như ngay lập tức tạo ra tác động to lớn với lối chơi và kết quả của The Blues. Ngoài 3 bàn thắng quan trọng đến từ chấm phạt đền, 7 trận đá chính liên tiếp của Palmer ở Carabao Cup Premier League, anh tạo ra 4 pha kiến tạo. Điểm nhấn của Palmer trong hệ thống của Chelsea là cậu được Pochettino sử dụng rất linh hoạt trong nhiều vai trò khác nhau trên hàng công, nhưng hầu như mọi trận, Palmer đều thể hiện rất tốt. Trận đầu tiên thua Nottingham vào đầu tháng 9, Palmer vào sân từ băng ghế dự bị và anh được Pochettino sử dụng trong vai trò của một số 8. Ở phần lớn những trận đá chính sau đó, Palmer sắm vai tiền vệ cánh phải, nhưng được phép tự do di chuyển vào vị trí số 10, đảm nhiệm khâu sáng tạo của đội nhà. Nhưng Palmer ấy cũng đã được Pochettino triển khai hiệu quả với vai trò số 9 ảo trong trận hòa 2 đều với Arsenal. Chúng tôi hài lòng với những gì mà Cole Palmer đang thể hiện. Cậu ấy đến vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng nhưng lại chơi như thể đã đây 10 năm. Cậu đang làm rất tốt và đang cho thấy tinh thần, cá tính, phẩm chất đặc biệt của mình, Pochettino cho biết. Tính đến thời điểm hiện tại của Premier League 2023-24, Palmer đang là top 1 Premier League ở số đường truyền thành công vào vòng 16m50 đối phương, bình quân 90 phút 4,2 lần. Với 4,5 pha sút mỗi 90 phút, Palmer là số 1 của Chelsea ở tần suất dứt điểm. Thống kê về kiến tạo kỳ vọng bình quân 0.33 xả và số đường truyền tạo cơ hội 2.32, Palmer cũng thuộc top 3 The Blues chỉ sau cặp cánh Reece James và Ben Chilwell. Chelsea tất nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ hiện tại của Man City, nhưng việc chuyển đến Stamford Bridge đã mang lại cho Palmer cơ hội chơi bóng thường xuyên và ổn định ở Premier League. Quá trình tái thiết liên tục của Pochettino có nghĩa là Palmer có thể khẳng định mình là một nhân vật chủ chốt trong một đội hình trẻ trung và đầy khát vọng. Trận đấu giữa Chelsea và Man City đêm nay chắc chắn sẽ là một dịp vô cùng đặc biệt với cá nhân Palmer. Nền giáo dục bóng đá xuất sắc mà Palmer nhận được dưới thời Guardiola tại City đã giúp ích rất nhiều cho hành trình thăng tiến của cậu ở Chelsea. Và đó là điều mà Palmer luôn khẳng định. Pep nói Palmer đã đúng khi gia nhập Chelsea và Pep cũng gửi lời chúc mừng cậu học trò của mình ngày nào. Palmer biết ơn City và Pep rất nhiều, nhưng hôm nay cậu chắc chắn sẽ tiếp cận trận đấu này như một trận chung kết. Stamford Bridge, 23:30 đêm nay, Chelsea đấu Man City và trận chiến của Palmer. We'll be right back.